Chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình đã đi gửi đến anh chị và các bạn một sản phẩm, đó là chiếc pin cho chiếc máy quẹt thẻ Post S90. Đây là hàng chính hãng, 715. Những chiếc máy quẹt thẻ anh chị mang theo di động sử dụng công việc hoặc để dùng backup dự phòng, nên dễ nên sử dụng những cái hàng chính hãng để thay thế sản phẩm an toàn tuyệt đối, không hư hỏng các mạch dây thì tốn kém và tiết kiệm chi phí. Hãy liên hệ với website linhphuphuken.com.vn hoặc gọi chúng tôi số hotline 0944 730 44, sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ anh chị và các bạn. Sản phẩm có modem 25B1001 7,4V 1800 mAh. Sản phẩm là xuất xứ Lifeimer. Anh chị có thể tham khảo sản phẩm ở bên dưới link miêu tả. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.